Em nằm đây để anh đi kêu bác chỉ nhá. Bác chỉ ơi, bác chạy đến nhà khám bệnh cho em cháu mới được không ạ? Ở đâu em? Dẫn bác chỉ đi nào. Theo em nhanh em bác chỉ. Em bác chỉ ơi. Người đừng ơi, em tỉnh dậy đi. Im lặng, để bác chỉ khám nào. Không ổn rồi em ơi, người đừng bị bệnh nặng lắm rồi. Vậy giờ phải làm sao hả bác chị? Phải bỏ tiền đi làm phẫu thuật gấp em à. Từng này đủ không à bác sĩ? Từng này tiền làm sao đủ? Đầu tiên cần phẫu thuật đến 20 triệu cơ. Vậy để em đi xoay tiền, bác sĩ chữa bệnh với lại khám bệnh cho em nhé. Lợn ơi, anh xin lỗi em. Vì cứu em người dùng mà anh phải đập em. Từng này tiền thì làm sao đủ 20 triệu để cứu em người được giải trời. Người đừng ơi. Người đừng ơi. Anh đập con lợn của anh tích cóp mấy năm trời mới có hơn 2 triệu thôi. Phải làm sao để cứu em đây?